Hi guys, welcome back to my channel. Mai chúng ta sẽ bắt đầu với Amy Miss. Start nào. Okay.
Trời ơi, hết đạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok. Đạn này không bắn được liên tục. Pháo này không bắn được liên tục. Bye.
Trời ơi, chúng nó bị giết rồi. Không sao, hoàn thành nó. Chúng ta sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ nha. Ở đây, đây có nhiệm vụ mà. Ở đây. Enter input. Là như nào? Yes. Oh, no.
Ồ, chúng ta đang ở vị trí thứ nhất các bạn ạ. Wait till I get my hands on you, boy.
Khổ không? Ôi nào nó bị mát như vậy là các bạn ạ. Nhìn cái mặt ông ấy đáng sợ chưa? Ok lại nha. Đấy ông ha. Khóa trước khóa nè. Cái khóa này. Wait until I get my hands on you, boy. Ông đâu ta? Đường mà nó my pretties. Ông ấy đang ăn sáng. Thấy lọ đường ở đâu? Đây là bàn cơm. Oh my gosh. Don't ever come back to my house. One of these days, the world will be free of these stupid kids. Đói nhưng mà lại đừng có đâu được ta. Ông đi ra ngoài rồi. Chỗ đó không diễn ra ngoài. Đường ở đâu được nhỉ? Ông này đi rồi. Nhiều phòng thế nhỉ? Mày đi rồi. Nhà giàu ha. Phòng thật tin trong nhà. To get your no good keister out of my property. Ông mới lại vào nhà các bạn ạ. Phòng này là phòng gì nữa? Ồ, chỗ này là chỗ cửa. Đã bắn cơm. Đi hết rồi mà không thấy đoạn đường nào các bạn ơi. Ông ấy đang vào phòng khách rồi. Wait till I get my hands. Cửa này không mở được các bạn ơi. Bác luôn rồi. Thật sự cậu đến với cháu với cùng ngày hôm nay nha. Tìm mãi không được ngọn đường của nhà ông hàng xóm. Chọn xe cũng
long này đi, nó sẽ ăn con rồng này đi. Chém ma thế nào? Ông chú. Oh no. No, 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 no. À, yeah. Anh bạn kia cũng bị đài rồi. Kìa, tự động lao lên luôn nhá. Không thể nhớ được luôn. Ok, video của chúng ta hôm nay xin phép được dừng lại tại đây nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.